Vâng, xin chào quý anh chị em nhà đầu tư. Hôm nay thì Ed có buổi trao đổi với anh chị em về một số cổ phiếu nhất định. Nhưng chúng ta sẽ học bài hôm nay, đó là bẫy cổ phiếu giá rẻ. Bởi vì trong thời gian vừa qua, rất nhiều cổ phiếu đã giảm. Rất nhiều cổ phiếu đã giảm rồi. Do vậy là hôm nay thì Ed có buổi trao đổi với anh chị em về một cái chủ đề khác, đó là bẫy cổ phiếu giá rẻ. Vì đơn giản anh chị em đã thấy rồi. Có rất nhiều câu chuyện kể về cổ phiếu chúng ta từng đi qua rồi. Anh chị em đã từng đi qua các đợt khủng hoảng, chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ điều này. Cổ phiếu đã rẻ và rẻ hơn nữa. Anh chị em đã thấy câu chuyện đó rồi. Rẻ và rẻ hơn nữa. Rẻ hơn nữa. Cổ phiếu đã rẻ và rẻ hơn nữa. Nhưng câu chuyện của chúng ta ở đây, câu chuyện của chúng ta ở đây, chúng ta khi đi phân tích vấn đề đó là anh chị cứ mua một tích lũy, chúng ta cứ mua tích lũy ở đây, tích lũy, mua tích lũy. Vì câu chuyện của chúng ta nghĩ rằng là cổ phiếu đã rẻ rồi, khi chúng ta từ trên những vùng này, từ trên những vùng đỉnh và chúng ta mua đến khi cổ phiếu cứ xuống và chúng ta nghĩ rằng cổ phiếu còn còn có cơ hội tăng ngược lại thì ngược lại cổ phiếu cứ giảm, cổ phiếu cứ giảm và giảm lại, giảm lại. Đấy là câu chuyện về tích lũy hay tích sản, rất nhiều câu chuyện khác nữa, hay là mua gom để đấy, có rất nhiều câu chuyện anh chị em đã trao đổi với Ed, hay là Ed đã thấy trên trên các diễn đàn anh chị em đều mua rồi, cổ phiếu đã quá rẻ rồi. Hãy nhảy vào mua luôn đi, mua luôn đi. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng cổ phiếu ở trên mức này, chúng ta đây là chúng ta xét một bạn thôi, rất nhiều cổ phiếu là đi theo như này, chúng ta nhìn thấy cổ phiếu vẫn cứ tiếp tục giảm, chúng ta mua rồi, chúng ta mua cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm, chúng ta mua tiếp cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm, chúng ta mua tiếp cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm, chúng ta mua tiếp cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm, chúng ta mua tiếp rồi cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm, chúng ta biết rằng là cổ phiếu liệu đi đâu về đâu nữa. Như vậy một cái chen giảm dài hạn, một cái chen giảm nó cứ giảm mãi, khi nào chúng ta cảm thấy câu chuyện của chúng ta cảm thấy rẻ hơn khi chúng ta mua một hàng hóa nào đó trên thị trường, chúng ta thấy rằng chúng ta giả sử chúng ta mua một đồ vật nào đó, mua một đồ vật nào đó, giả sử chúng ta mua iPhone 14, chúng ta có những chỗ bán 40 triệu, có chỗ bán 30 triệu, thì chúng ta sẽ thấy khác nhau rất nhiều. iPhone có cửa hàng bán 40 triệu, có cửa hàng bán 30 triệu. Đây là chúng ta đang giả. Còn thực tế thì nó khác rất nhiều. Chúng ta đang giả định, đây là cái mà chúng ta đang giả định. Đó là 40 triệu, 30 triệu, có chỗ bán có thể 29 triệu. Chỗ khác có thể bán ở đấy, chúng ta có thể hình dung đấy. Có thể 33, 33 triệu. Và chỗ này chúng ta có thể nhìn thấy 29, 29,5 triệu. Như vậy là rẻ hơn. Như vậy là chúng ta nhìn thấy đây. Nhìn thấy đây. Là cửa hàng này bán rẻ hơn. Sau đó chúng ta còn nhìn thấy cửa hàng này còn bán rẻ hơn nữa. Và có thể chúng ta nhìn thấy đâu đó sẽ có một cửa hàng bán rẻ hơn nữa. 28 triệu chẳng. 28 triệu chẳng. Như vậy chúng ta không để ý về mặt thời gian. Chúng chỉ quan tâm đến việc là giá cổ phiếu hay là cái giá của iPhone này so với thời kỳ đầu tiên của chúng ta. Đầu tiên của iPhone của chúng ta. Đầu tiên khi mới ra đời thì cổ phiếu của chúng ta hay là hàng hóa nào đó có giá trị rất cao hay rất mắc, nhưng theo thời gian thì số lượng được sản xuất nhiều hơn, khấu hao cho máy móc và dây chuyền sản xuất và quy trình sản xuất đã giảm hơn, và tiếp tục thì hàng hóa được sản xuất hàng loạt và giá trị hàng hóa trên trên mỗi đơn vị hàng hóa sẽ giảm xuống, có nghĩa là chi phí đầu vào sẽ giảm xuống, dẫn tới là giá hàng hóa sẽ giảm xuống.
đây là bài toán về kinh tế, thì Ed nói những anh chị em học kinh tế sẽ hiểu hiểu vấn đề, sẽ hiểu hơn vấn đề đấy về hàng hóa. Còn chúng ta xem lại một lần nữa, chúng ta nhìn thấy ở đây đơn giản là một hàng hóa nào đó chúng ta so sánh, giả sử 33 triệu chúng ta đang so sánh với 40 triệu, 29 triệu là chúng ta đang so sánh với số nào? Chúng ta có thể so sánh với giá 30 triệu, so sánh với 33 triệu, so sánh với 40 triệu là chúng ta thấy hàng hóa đã rẻ hơn rồi. Rồi 29 triệu chúng ta so sánh với 30 triệu, 29 triệu với 29.5, 29 triệu với 33 triệu, 29 triệu chúng ta so với 40. Nhưng chúng ta ngược khác thì chúng ta nhìn thấy hàng hóa tiếp tục giảm. Bởi vì số lượng hàng hóa sản xuất lại nhiều hơn. Số lượng nhiều hơn. Chi phí đầu vào, nhân công khi trên một hàng hóa lại rẻ. Bởi đơn giản chúng ta sản xuất đại công nghiệp các bạn. Thì chi phí trên từng đơn vị hàng hóa sẽ giảm xuống. Chi phí trên từng đơn vị hàng hóa sẽ giảm xuống. Dẫn tới là chi phí đầu vào cho hàng hóa giảm. Chi phí đầu vào giảm. Thì dẫn tới là đầu ra sẽ giảm. Và cái giá hàng chúng ta bán trên mỗi đơn vị hàng hóa sẽ giảm xuống. Như vậy là chúng ta nhìn thấy 28 triệu là rẻ hơn rất nhiều so với 29 triệu. 28 triệu nhỏ rất nhiều so với 29.5. Rồi 28 mới nhỏ hơn 33 triệu. 28 nhỏ hơn 40 triệu. Như vậy là chúng ta nhìn thấy hàng hóa khi sản xuất được nhiều hơn. Thời kỳ đầu của iPhone rất đắt, sau đó thì cứ giảm dần theo thời gian. Bởi vì có thể có iPhone 14 rồi iPhone 15 sẽ ra đời. Như vậy chúng ta nhìn thấy vấn đề. Như vậy là hàng hóa khi về sau, hàng hóa được sản xuất nhiều hơn, số lượng sẽ nhiều hơn. Đầu tiên chúng ta thấy số lượng rất ít. Như vậy là chúng ta nhìn thấy về mặt cạnh tranh, số lượng rất ít sẽ không cần cạnh tranh nữa, bởi vì nó giống như hàng chúng ta nhìn thấy. Chúng ta thấy luôn có câu chuyện liên quan đến đến luxury hay là intermediate, có rất nhiều cách khác nhau. Limited. Như vậy chúng ta đã thấy rồi, thời kỳ đầu tiên bao giờ hàng hóa cũng sẽ là đắt nhất, nhưng ai cũng muốn là mình sẽ là người sở hữu đầu tiên. Đây là tâm lý, đây là tâm lý. Và đối với những nhà quản trị bao giờ cũng thế, nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, tâm lý của khách hàng, chúng ta sẽ làm. Đây là một vì đơn giản anh chị em học về quản trị, chúng ta sẽ hiểu được tâm lý của nhà quản trị, chúng ta cần cái gì, tâm lý của nhà quản trị, chúng ta hiểu được người mua người ta muốn gì, và chúng ta sẽ tạo ra những thứ đáp ứng được nhu cầu. Như vậy là chúng ta đã thành công. Còn xét ở góc cạnh một người mua hàng, chúng ta đứng góc cạnh một người mua hàng thì chúng ta thấy rằng 33 triệu chúng ta chờ đợi chúng ta sẽ mua được rẻ hơn. Chúng ta chờ đợi thêm một thời gian, 30 triệu chúng ta mua rẻ hơn so với 40 triệu là 10 triệu. 29.5 chúng ta tiết kiệm được so với 40 triệu chúng ta là 10 triệu, 10,5 triệu. 29 triệu so với 40 triệu chúng ta tiết kiệm được 11 triệu. 28 triệu so với 40 triệu chúng ta tiết kiệm được 12 triệu. Như vậy là khi hàng hóa giảm, thì hàng hóa giảm dẫn tới là gì? Đầu tiên chúng ta thấy 40 triệu dành cho phân khúc những người cao nhất, những người có nhiều tiền nhất họ sẽ mua. Chúng ta sẽ thấy rằng phân khúc 40 triệu, phân khúc 30 triệu, phân khúc 20 triệu, rồi sau này phân khúc cả 10 triệu. Hàng hóa sau khi hết thời kỳ khủng hoảng thì chúng ta thấy hàng hóa có cực rẻ 10 triệu và 5 triệu. Đơn giản là khi 40 triệu, 40 triệu sẽ là những anh chị em chấp nhận chúng ta sẽ mua. Với lý do là chúng ta mua. Với đơn giản chúng ta sử dụng những hàng hóa có giới hạn thì chúng ta là những người đặc biệt. Chúng ta sẽ tự tin hơn, khác biệt so với những người khác. Chúng ta rất tự tin và chúng ta sẽ chấp nhận mua đoạn này. Nhưng sau đó là những người có ít điều kiện hơn sẽ chấp nhận mua cái giá này. Và sau đó thì chúng ta nhìn thấy khi những người chấp nhận một mức giá 30 hết đi thì bắt buộc phải giảm giá để bán hàng. Thì tiếp theo sẽ phải giảm giá đến 20 triệu để thu hút những phân khúc tiếp theo nữa là phân khúc 20 triệu. Sau đó thì chúng ta nhìn thấy 20 triệu cũng không có khách hàng nữa. Số lượng khách hàng giảm đi. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái giai đoạn khác, đó là 10 triệu để tăng lượng khách hàng lên. Chúng ta vẫn bán được doanh số như thế. Doanh số ở đây chúng ta chỉ cần sản xuất
Giả sử với 40 triệu chúng ta đạt doanh thu là 400 triệu chẳng hạn. 30 cái chúng ta phải sản xuất hơn để chúng ta đạt 100 triệu. Giả sử doanh số của chúng ta cần đạt là 500 triệu. 500 triệu qua các giai đoạn, anh chị em để ý. Đây là bài toán về kinh tế. 500 triệu qua các giai đoạn. 500 triệu. Anh chị để ý này, doanh thu của chúng ta. Doanh thu của chúng ta luôn muốn doanh thu giữ ổn định. Doanh thu luôn muốn trong một thời gian nhất định 500 triệu. Chúng ta thấy 500 triệu đây là chúng ta xét tới khi chúng ta ra một hàng loạt tiếp theo chúng ta thu được 500 triệu. Thu được 500 triệu. Như vậy là chúng ta mong muốn là tổng tổng doanh thu của chúng ta không thay đổi. Nhưng về bản chất là chúng ta nhìn thấy sau khi những lượng người mua với giá 40 triệu giảm đi, không còn nữa, thì doanh thu của chúng ta giảm xuống. Thì chúng ta kích cầu bằng cách giảm giá hàng hóa, tăng số lượng hàng hóa lên, thì chúng ta sẽ đạt được. Như vậy số lượng hàng hóa chúng ta bán được ở đây tiếp tục tăng lên. Ở đây chúng ta chỉ cần hơn 40 triệu, 40 triệu, 500 triệu chúng ta nhìn thấy rồi. Rất đơn giản. 1.000 hàng hóa của chúng ta. 10.000 hàng hóa của chúng ta. 10.000 sản phẩm của chúng ta. Hơn 10.000 chúng ta sẽ. Như vậy là với 3, 30. 30 triệu một sản phẩm thì chúng ta thấy 500 triệu của chúng ta. 500 triệu của chúng ta chia ra. Ở đây chúng ta chỉ tăng số lượng hàng hóa lên thôi. Tăng số lượng hàng hóa để làm. Tăng số lượng hàng hóa để làm. Và chúng ta vẫn đạt được doanh thu. Đấy là đứng trên góc độ của người quản lý. Còn chúng ta nhìn đến góc độ người tiêu dùng. Người tiêu dùng thấy rằng là 30 triệu so với 40 triệu là rẻ, chúng ta chấp nhận được. Và chúng ta vẫn sử dụng cái sản phẩm tương đương với 40 triệu, là chúng ta sản phẩm tương đương với những người đã mua trước đó là 40 triệu. Chúng ta rất hài lòng vì điều đó. Và chúng ta chấp nhận mua một giá này. Còn sau đó là giảm giá xuống 20 triệu. Những người không có điều kiện hơn lại tiếp tục mua dưới giá 20 triệu. Chúng ta rất hài lòng vì đơn giản chúng ta có một cái sản phẩm giống như người 40 triệu được mua. Và tiếp theo nữa thì chúng ta giảm xuống là 10 triệu. Chúng ta rất hài lòng vì chúng ta lại có một cái mua được hàng hóa đó với mức giá 10 triệu tương đương với 40 triệu người đã mua. Chúng ta có cùng một sản phẩm như thế, tương tự như vậy, giá trị như vậy, chúng ta rất hài lòng vì đó. Và chuyển sang 5 triệu. Chúng ta rất hài lòng và rất rất hài lòng vì chỉ 5 triệu chúng ta có thể mua được một hàng hóa tương đương với 40 triệu thời kỳ đầu, là chúng ta được cái sản phẩm này rồi, chúng ta được sử dụng cái sản phẩm này tương đương với thời kỳ đầu tiên. Chúng ta rất hài lòng và rất hài lòng. Như vậy anh chị đã thấy tâm lý của nhà đầu tư, chúng ta cũng như vậy. Người mua hàng mong muốn mua được cái giá rẻ nhất nhưng lại mong muốn được cái sử dụng cái giá trị lại cao nhất. Như vậy là người mua với 40 triệu đầu tiên rất rất tự hào về điều đó. Chúng ta là người đầu tiên có được sản phẩm này. Nhưng sau đó thì người tiếp theo thứ hai là 30 triệu, chúng ta cũng rất happy bởi vì chúng ta là người tiếp theo nữa, chứ chúng ta không nói là người thứ hai. Chúng ta là người tiếp theo được sử dụng sản phẩm này, hay chúng ta là người được sử dụng sản phẩm này, hay chúng ta là người sẽ được sử dụng này và đã được sử dụng sản phẩm này. Chúng ta có sản phẩm này. Như vậy là tâm lý của khách hàng rất rõ ràng. Khách hàng rất hài lòng vì chúng ta được sử dụng sản phẩm này tương đương với giá trị ban đầu tiên, đó là 40 triệu. Và chúng ta cũng được nắm giữ nó. Như vậy chúng ta bỏ ra 40 triệu đầu tiên thì chúng ta chỉ được một sản phẩm, nhưng chúng ta bỏ ra 20 triệu trong giai đoạn thứ ba thì chúng ta được hai cái iPhone rồi. Rồi 10 triệu chúng ta được bốn cái iPhone rồi, 5 triệu chúng ta được 8 cái iPhone rồi. Như vậy là chúng ta bỏ ra số tiền rất ít mà chúng ta được sử dụng số lượng là nhiều hơn, mà chúng ta nhìn thấy giá trị sử dụng tương đương. Như vậy là khách hàng sẽ hài lòng hơn và hài lòng hơn. Nhưng đối với góc độ người người quản lý kinh tế thì chúng ta thấy là chúng ta bán được nhà nhiều hơn. Như vậy chúng ta bán được cho tất cả các phân khúc khách hàng. Không phải là chúng ta bán ồ ạt 40 triệu, 30 triệu, 20 triệu. Chúng ta bán về 5 triệu luôn. Không ai chấp nhận mua với giá 40 triệu. Chúng ta sẽ không đạt được doanh thu ở đâu. Đấy là đơn giản từ góc độ quản lý. Anh chị đấy, có hiểu vấn đề không? Lượng khách hàng chúng ta thấy lượng khách hàng chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta chia hết về 5 triệu thì lượng khách hàng như thế chúng ta lỗ ngay từ đầu tiên. Nhưng lượng khách hàng như thế chúng ta chia phân khúc ra. Chính vì thế câu chuyện đó là phân khúc khách hàng. Đối với anh chị học, anh chị hiểu rất rõ về phân khúc khách hàng. Đối với marketing, để anh chị hiểu được vấn đề tại sao chúng ta phải bán giá 40 triệu, tại sao chúng ta phải giảm giá đến 30 triệu, tại sao chúng ta phải giảm giá đến 20 triệu, tại sao chúng ta phải giảm giá đến 10 triệu hoặc 5 triệu để có được khách hàng và có được doanh thu.
Đấy là câu chuyện của đứng trong người quản lý CEO hay đơn giản là marketing. Chúng ta phải hiểu rất rõ vấn đề này. Tại sao Ad lại trao đổi với anh chị em những câu chuyện này? Có thể một số anh chị em học về kinh tế thấy bình thường, không có gì cả. Nhưng những anh chị em học về lĩnh vực khác, anh chị em có thể hiểu lơ mơ, nhưng chúng ta sẽ hiểu được đơn giản. Với một cái đơn giản tâm lý đầu tư hay tâm lý một người bình thường, chúng ta nghĩ rằng bây giờ chúng ta bỏ ra 5 triệu mà chúng ta có thể sở hữu một cái sản phẩm tương đương với 40 triệu, anh chị có hài lòng không? Chắc chắn là hài lòng. Chúng ta rất vui về điều đó. Chúng ta không phải mất ra đến tận 35 triệu để mua một sản phẩm này nữa, mà chúng ta chỉ bỏ ra có 5 triệu. Như vậy là chúng ta tiết kiệm được đến 35 triệu và chúng ta vẫn sử dụng một sản phẩm tương đương với 40 triệu. Như vậy là chúng ta phải chờ đợi thêm một thời gian, nhưng chờ đợi phúc đối với người mua hàng thì đơn giản, họ chỉ cần giá rẻ. Có những người thì cần thời gian, có những người cần cần giá rẻ. Như vậy là với việc bán hàng, và đây là sử dụng tất cả các phân khúc khác nhau để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận duy trì đều đặn qua các giai đoạn 500 triệu, 500 triệu, 500 triệu đối với 20 triệu một một iPhone, 500 triệu đối với 10 triệu một iPhone, 500 triệu đối với 5 triệu một iPhone. Đây là bài toán chúng ta giải định để chúng ta hiểu hơn một hàng hóa, một sản phẩm nào đó. Đây có thể là một cái, chúng ta đơn giản như có thể là một xe máy, một chiếc xe máy, một chiếc máy đời đầu 40 triệu, xe máy đời sau là 30 triệu, xe máy đời sau nữa là 20 triệu, xe máy đời sau nữa là 10 triệu, xe máy đời sau nữa là 5 triệu một xe máy. Đây là chúng ta giả định thôi. Còn bài toán thực tế của chúng ta sẽ khác rất nhiều, bởi vì khi giảm lý thuyết kinh tế chúng ta phải hiểu được cái giả định của chúng ta. Bao giờ cũng là giả định. Để chúng ta hiểu hơn về một sản phẩm nào đó, để chúng ta hiểu về chiến lược. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta quay lại bài của chúng ta. Quay lại bài của chúng ta. Thì tâm lý nhà đầu tư bao giờ cũng thế. Chúng ta sẽ chấp nhận mua với giá 10.69 với một cổ phiếu nào đó. Đây là một cổ phiếu giả định. Đây là một cổ phiếu giả định chúng ta thấy. Chúng ta chấp nhận mua. Và sau đó xuống 9.7 anh chị mua nhiều hơn nữa. Và 9.17 anh chị mua nhiều hơn nữa. 8.3 anh chị mua nhiều hơn nữa. 7.5 chúng ta mua nhiều hơn nữa. 6.57 chúng ta mua nhiều hơn nữa. 6.13 chúng ta mua nhiều hơn nữa. Và 5.44 chúng ta mua nhiều hơn nữa. 4.24 chúng ta mua nhiều hơn nữa. Như vậy anh chị đã thấy không? Bài toán của chúng ta ở đây. Bài toán của chúng ta ở đây. Là chúng ta luôn nghĩ rằng chúng ta mua nhiều hơn nữa, mua nhiều hơn nữa. Chúng ta mua nhiều hơn nữa. Nhưng bản chất của chúng ta, lượng tiền của chúng ta bỏ qua các giai đoạn, anh chị có để ý không? Chúng ta cộng lại, cộng lại, cộng lại, cộng lại, cộng lại, cộng lại. Chúng ta cộng lại. Thì chúng ta nếu giả sử chúng ta không mua giai đoạn trên này, không mua, chúng ta ngồi chúng ta quan sát thôi, đến khi nào về 4.24 chẳng hạn, 4.24 anh chị mua, thì lúc đó số lượng cổ phiếu chúng ta sẽ tăng lên. Anh chị có thể nhìn thấy không, số lượng cổ phiếu của chúng ta có thể tăng lên. Như vậy với một lượng tiền bỏ ra như thế này, một lượng tiền bỏ ra như thế này thì chúng ta có thể mua được N cổ phiếu như thế này. Đây là bài toán mà chúng ta thấy rồi. Bài toán mà chúng ta để đơn giản và dễ hiểu hơn thì chúng ta cùng sang một ví dụ tiếp theo. Giả sử cổ phiếu đây là 10.000. Chúng ta không nói là 10.000 nữa, chúng ta nói về một cổ phiếu đó là 40.000 đi. Đây là 30.000. Đây có thể là 20.000. Đây là 10.000. Đây chúng ta có thể thấy đây là 9.000. Đây có thể là chúng ta còn đây là còn 8.000. 8.000 chúng ta còn 4.000 chẳng hạn. Chúng ta còn 1.000. Đây chúng ta đang giả định nhé. Chúng ta đang nói câu chuyện là chúng ta giả định. Chúng ta đang giả định. Câu chuyện ở đây là 9.000. 9.000 đồng trên một cổ phiếu nhé. Anh chị để ý đây. 8.000. Đây là cổ phiếu. Đây là trên một cổ phiếu. 40.000 trên một cổ phiếu. Trên một cổ phiếu của chúng ta.
40.000 đồng so với một cổ phiếu của chúng ta, thì chúng ta nhìn thấy cổ phiếu đang ở trên đỉnh. Đó là 40.000, 30.000, 20.000, 10.000, 9.000, 8.000, 4.000, 1.000. Chúng ta giả định chung là mỗi mức giá này chúng ta mua 1.000 thôi. Anh chị để ý, chúng ta chỉ giả định đây là chúng ta mua 1.000 thôi nhé. Còn thực tế anh chị sẽ mua khác. Chúng ta giả định một mức giá như thế để chúng ta hiểu hơn được vấn đề của chúng ta thôi. Để anh chị hiểu hơn là chúng ta cộng lại, chúng ta biết là tại sao đây được gọi là bẫy giá rẻ. Chúng ta mua 1.000 cổ phiếu. Với giá 40.000 chúng ta mua 1.000 cổ phiếu. 30.000 chúng ta thấy rẻ hơn rất nhiều rồi. Rất rất nhiều rồi. Chúng ta mua 1.000 cổ phiếu tiếp. Còn trên thực tế anh chị thấy là có thể rẻ hơn, anh chị có lượng tiền như thế anh chị mua nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa thì anh chị sẽ thấy câu chuyện rủi ro rất nhiều. Lát chúng ta sẽ cùng là kiểm chứng để chúng ta xem. Với 20.000 chúng ta sẽ mua 1.000 cổ phiếu. Lát chúng ta sẽ có ví dụ tiếp theo để chúng ta hiểu hơn được vấn đề đây. 10.000 chúng ta cũng mua 1.000 cổ phiếu. Chín nghìn cũng tương tự, chúng ta mua 1.000 cổ phiếu. 8.000 chúng ta tương tự, 4.000 chúng ta tương tự, 1.000 chúng ta tương tự. Như vậy chúng ta thể thấy đây, đây có bao nhiêu bước giá. Chúng ta nhìn thấy đây, chúng ta mua ở đây, anh chị nhìn thấy đầu tiên chúng ta mua 40.000 là chúng ta mua được, đây là 40 triệu, 40 triệu, câu chuyện là 40 triệu, đây là 30 triệu. Tiếp theo nữa là chúng ta mua với 20 triệu. 20 triệu tiếp theo nữa chúng ta mua 10 triệu. Tiếp theo nữa chúng ta mua 9 triệu. Rồi chúng ta mua 4 triệu. Chúng ta mua 1 triệu. Chúng ta giả sử chúng ta không để mức giá 4 triệu 1.000 nữa, nhưng chúng ta vẫn phải giả định đơn giản như vậy. Chúng ta giả định đơn giản như vậy để anh chị hiểu hơn được vấn đề. Như vậy chúng ta tổng hợp được là chúng ta mua mức giá đây. Mức giá đây. Chúng ta mua được là 94, 13, 13, 14, 14. Chúng ta có viết 4 chấm 1. Một bài toán hết sức phổ thông mới học sinh lớp 3. 4 cộng 3 là 7, 7 cộng 2 là 9, 9 cộng 1 là 10. Chúng ta có mua 114 triệu. 114 triệu. Như vậy chúng ta đã bỏ ra 114 triệu để mua một cổ phiếu nhất định này. Chúng ta mua bao nhiêu cổ phiếu? Chúng ta mua 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. 8.000 cổ phiếu. 8.000 cổ phiếu. Chúng ta có 8.000 cổ phiếu. 8.000 cổ phiếu tương đương với 114 triệu. 8.000 cổ phiếu tương đương 114 triệu. Nhưng giá cổ phiếu bây giờ đã là 1.000. Thì anh chị chỉ có 8.000 cổ phiếu thôi. Bởi vì lúc đầu chúng ta mua nhiều quá. Giả sử chúng ta mua 1.000 đây là em giả định thôi. Còn lúc đầu chúng ta mua rất nhiều về sau đó chúng ta mua nhiều hơn nữa thì anh chị mức rủi ro anh. Bây chúng ta đã bỏ ra 114 triệu để mua cổ phiếu. Và về mức giá của cổ phiếu bây chỉ 1.000 thì tổng tài sản chúng ta còn là 114 triệu. Như vậy là đến bây giờ giả sử bây giờ anh chị mua là 114 triệu. Chúng ta chia cho một cổ phiếu là 1.000 đồng cho một cổ phiếu. Thì anh chị tổng tài sản mà anh chị đang nắm giữ với số lượng cổ phiếu của chúng ta sẽ là 114. Chúng ta đang chia đây. 114 triệu thì chúng ta được 114.000. Anh chị thấy không? Chúng ta được 114.000 cổ phiếu. Một con số đã có sự khác biệt rất rõ ràng. Hiện tại bây giờ anh chị đã nắm giữ đó là 114.000 cổ phiếu nếu mua thời điểm hiện tại. Nếu mua thời điểm khi giá cổ phiếu về 1.000. Còn hiện tại bây giờ thực tế của anh chị, thực tế anh chị đang nắm giữ chỉ là 8.000 cổ phiếu. Thực tế anh chị nắm giữ chỉ có 8.000 cổ phiếu. Như vậy anh chị đã thấy sự khác biệt rất rõ ràng. Khác biệt ở đây là đến từ việc chúng ta mua trung bình giá xuống và chúng ta cứ mua mãi thì giá cổ phiếu tiếp tục giảm và tiếp tục giảm. Vì chúng ta nghĩ rằng cổ phiếu giá rẻ rồi chúng ta phải nhảy vào mua ngay, phải mua ngay, mua ngay. Nhưng cổ phiếu tiếp tục giảm và tiếp tục giảm. Như vậy là sau khi qua 8 lần mua, chúng ta nhìn thấy qua rất nhiều lần mua,
qua rất nhiều lần mua của chúng ta, thì chúng ta mua 8 lần mua của chúng ta mua được 8.000 cổ phiếu với mức giá chúng ta mua được trung bình chung của chúng ta lấy 114 chia cho 8.000 cổ phiếu, 114 chia cho 8, chúng ta được là 14 14,25 14,25. Như vậy chúng ta chia trung bình ra là chúng ta 14 triệu là chúng ta mua với giá 14. Chúng ta mua trung bình với mức giá 14. Trung bình chung thì chúng ta mua với giá 14. Còn thực tế thì chúng ta nhìn thấy cổ phiếu đã về 1 tỷ rồi. Như vậy chúng ta lỗ đến 14 lần. Chúng ta, anh chị em có thể hình dung ra không? Chúng ta lỗ đến 14 lần. Như vậy chúng ta lỗ ở đây. Chúng ta lỗ đến 14 lần. Chúng ta chia tài khoản của chúng ta đến 14 lần. Nhưng anh chị em hiểu về chia tài khoản, bởi đơn giản là anh chị em đầu tư Bitcoin, ETH chẳng hạn, hay Forex, anh chị em đã hiểu về chia tài khoản. Còn đơn giản với chứng khoán, anh chị em lỗ 14 lần. Lỗ 14 lần. Bởi vì đơn giản, trung bình giá của anh chị em đã là 14.25. Như vậy anh chị em đã lỗ đến đến 14 lần so với giá 1.000. Như vậy anh chị em lỗ 14 lần. Còn nếu tại sao chúng ta không chờ đợi đến khi cổ phiếu về 1.000 chúng ta mua thì sao? Như vậy là quan trọng nhất là câu chuyện về chờ đợi. Chứ chờ đợi iPhone về mức giá 5.000 thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta mất cơ hội, thực sự không phải. Chúng ta không vội vàng gì cả. Như vậy là câu chuyện khi cổ phiếu về 1.000, chúng ta với tiền này, với số tiền chúng ta bỏ ra 114 triệu này, chưa nói là anh chị phải chờ đợi về thời gian. Chờ đợi thời gian thì chi phí cơ hội anh chị mất đi. 114 này gửi ngân hàng thì chúng ta cũng được là 10% chẳng hạn, thì chúng ta được 11 triệu. Nó cộng thêm là 124 triệu. 124 triệu chúng ta mua được 124.000 cổ phiếu. Như vậy anh chị đã nhân lên rất nhiều, nhân lên rất nhiều. Đấy là câu chuyện của bẫy giá rẻ anh chị nhìn. Có nghĩa rằng nếu mà chúng ta cứ mua trung bình giá xuống và không bán ra, chúng ta mua trung bình giá xuống mà không bán ra, không bán ra thì nhịp tăng lên. Giả sử chúng ta cứ mua liên tục tích sản chẳng hạn, thì cổ phiếu cứ giảm và cứ giảm như thế này, anh chị mua theo thời gian đáng kể. Đến bây giờ thời điểm hiện tại chúng ta có, nếu chúng ta có số lượng tiền như thế này, chúng ta có thể mua được 114.000 cổ phiếu. Cổ phiếu chỉ cần lên 100 đồng thì anh chị thấy rồi. 100 đồng thôi thì chúng ta được 11 triệu. 100 đồng. Thì chúng ta được 11,4 triệu. Như vậy là cổ phiếu chỉ cần lên một nhích, một giá trị rất nhỏ thì anh chị đã kiếm được rất nhiều tiền. Cổ phiếu chỉ cần lên 100 đồng thôi, anh chị nhân này, 114.000 cổ phiếu nhân với 100 đồng. Chúng ta tách tách 3 số 0 ra, thêm 2 số 0 vào đây, tách dấu phẩy nữa, số 4 và 2 số 0 nữa, thì chúng ta được được ở đây là 10 11,4 triệu. Như vậy là cổ phiếu chỉ tăng 100 đồng. 100 đồng trên một cổ phiếu anh chị nhìn thấy. Tức là 100 đồng, một con số rất nhỏ, rất rất nhỏ luôn. Là 100 đồng thì anh chị đã được được tới 14 11,4 triệu. Như vậy là chúng ta, tại sao chúng ta cứ phải trung bình giá xuống? Tại sao chúng ta lại cứ phải mua liên tục? Vì chúng ta nghĩ rằng nó rẻ, nhưng nó còn rẻ nữa và rẻ nữa. Rất nhiều cổ phiếu lên được 1.000 rồi nó sẽ giảm, 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 giảm nữa. Do vậy là chúng ta sẽ không có bài toán ở dài hạn đây cả. Đấy là câu chuyện về bệnh giá rẻ. Như vậy anh chị đã có thể hình dung ra được rồi. Câu chuyện về bệnh giá rẻ rất rõ ràng. Khi chúng ta mua trên 40.000, chúng ta mua 1.000 cổ phiếu. 30.000 chúng ta mua 1.000 cổ phiếu, 20.000 chúng ta mua 1.000 cổ phiếu, 10.000 chúng ta mua 1.000 cổ phiếu. Và 9.000 chúng ta mua 1.000 cổ phiếu, 8.000 chúng ta mua 1.000 cổ phiếu. Và 4.000 chúng ta mua 1.000 cổ phiếu. Như vậy là chưa nói câu chuyện là anh chị còn trên này mua rất nhiều, và sau này mua nhiều hơn nữa, và dưới này mua nhiều hơn nữa, dưới này mua nhiều hơn nữa, thì câu chuyện của chúng ta còn lỗ nhiều hơn nữa. Như vậy là chị đã thấy bài toán của chúng ta là như vậy. Bài toán của chúng ta là như vậy. Chúng ta sẽ chuyển sang một phép thử khác. Một phép thử khác để chúng ta hiểu hơn về vấn đề. Chúng ta chuyển sang phần ví dụ để chúng ta hiểu hơn về vấn đề. Ở đây, anh chị em giả sử chúng ta có mỗi một lần lượng tiền mua của chúng ta là 100 triệu chẳng hạn. Anh chị có thể hình dung ở đây. Lượng tiền mua trong mỗi lần mua chúng ta có 100 triệu.
Chúng ta có 100 triệu. 100 triệu này, giả sử anh chị có 1 tỷ. Chúng ta có 1 tỷ. Tổng lượng tiền chúng ta sẽ có 1 tỷ chẳng. Chúng ta sẽ lấy ví dụ ở đây để chúng ta hiểu hơn vấn đề. Nếu giá cổ phiếu của chúng ta, giả sử chúng ta là 100. 100 nghìn trên một cổ phiếu. Giá cổ phiếu hiện tại bây giờ. Giá trên một cổ phiếu. Hay chúng ta nói là thị giá. Thị giá trên một cổ phiếu chúng ta có thể được là 100. Chúng ta thấy ở đây. Chúng ta thấy là 100.000 đồng trên một cổ phiếu, sau đó về 90.000. 90.000. Chúng ta về 80.000. 80.000 sau đó về 50.000. Sau đó về 40.000. Bốn mươi nghìn xong rồi về 45.000, về 38.000. Và chúng ta để đơn giản, chúng ta sẽ giảm nhỏ hơn liên tục để đảm bảo xuống đây có một con số chúng ta nhìn thấy là từ 100.000 chúng ta giảm về 10.000. Với lượng tiền mua của chúng ta, số lượng mua của chúng ta, tức là số cổ phiếu mua được hay số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ. Số lượng cổ phiếu mua được. Chúng ta sẽ thấy ở đây. Số lượng cổ phiếu mua được. Với 100 triệu này, chúng ta thấy ở đây. 100 triệu này thì chúng ta mua được bao nhiêu cổ phiếu? Chúng ta mua được 1.000 cổ phiếu. Nhưng sau khi về 90 triệu thì chúng ta sẽ thấy 100 triệu này chúng ta mua được bao nhiêu cổ phiếu? Thì chúng ta đơn giản, chúng ta lấy 100 triệu. Lấy 100 triệu. Chúng ta chia ra giá trên một cổ phiếu thì chúng ta sẽ được một cái bài toán, một con số của chúng ta. Chúng ta cần quan tâm. Thì chúng ta thấy ở đây, với 100 triệu. Với 100 triệu chúng ta cổ phiếu về 80 triệu. Thì chúng ta lấy lượng tiền mua của chúng ta vẫn là 100 triệu trong tất cả các lần. Chúng ta sẽ mua đây. Mua với giá 80 thì chúng ta thấy là rất đơn giản. Và tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ lượng cổ phiếu mua được nhiều hơn rất nhiều. Lượng cổ phiếu mua được nhiều hơn rất nhiều. Chúng ta có thể thấy rằng ở đây, với 100 triệu thì 100.000 một cổ phiếu thì chúng ta mua được 1.000 cổ phiếu. Cái bài toán này chúng ta thấy rất đơn giản rồi. Cái này chúng ta không phải cãi rồi. Nhưng khi về với giá 10.000 chúng ta mua được 10.000 cổ phiếu. Như vậy tổng lượng cổ phiếu của chúng ta. Tổng lượng cổ phiếu của chúng ta. Anh chị có thể mua từ trên xuống dưới đây. Chúng ta mua được 29.290. Một con số là chúng ta đang mua. 29.000 với tổng lượng tiền của chúng ta. Tổng lượng tiền mà anh chị đã mua. Tổng lượng tiền mà chúng ta đã mua. Còn giá cổ phiếu hiện tại. Giá cổ phiếu hiện tại bây giờ chúng ta là 10.000 ở đây. Như vậy là chúng ta nhìn thấy. Với thời điểm hiện tại. Với hiện tại thì chúng ta nhìn thấy ở đây. Câu chuyện của chúng ta đang chia sẻ đây là sẽ câu chuyện hiện tại. Anh chủ đã phần nào hình dung ra vấn đề của chúng ta? Hình dung ra vấn đề của chúng ta. Như bây giờ chúng ta đã đây là 1 tỷ rồi. Chúng ta chỉ có giá cổ phiếu của chúng ta hiện tại bây giờ, giá cổ phiếu hiện tại bây giờ chúng ta nhìn thấy là 10.000 đồng trên một cổ phiếu. Và tổng số tiền của chúng ta không thay đổi. Chúng ta thấy. Chúng ta thấy ở đây, chúng ta đã mất 1 tỷ, chúng ta chỉ có mua được
mua được có 29.000. Như vậy là tổng tài sản của chúng ta ở đây. Tổng tài sản của chúng ta ở đây. Anh chị nhìn thấy tổng tài sản ở đây. Chúng ta mua tích lũy. Chúng ta sẽ bằng ở đây. Chúng ta sẽ lấy con số ở đây. Chúng ta cộng với con số ở đây chúng ta mua thêm. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta lấy con số này. Chúng ta cộng với con số này. 100 triệu, chúng ta cộng được. Chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Thì chúng ta thấy ở đây. Chúng ta thấy đơn giản một câu chuyện ở đây. Là chúng ta cứ mua mua liên tục liên tục. Như vậy chúng ta đang có phép toán sai đấy. Mỗi lần 100 triệu chúng ta cộng cả 100 triệu. Tổng tài sản của chúng ta tính theo lượng cổ phiếu. Anh chị tính theo lượng cổ phiếu thì chúng ta lại phải nhân. Nhân với cổ phiếu này. Thì chúng ta đang tính là để dựa trên tổng số tiền. Chúng ta tổng số tiền của chúng ta đây. Dọc theo thời gian của chúng ta. Nhưng chúng ta gặp khác thì chúng ta phải để ý rằng chúng ta phải cộng vào, cộng dồn vào, cộng dồn ở đây. Đơn giản là 100 triệu. 100 triệu chúng ta mua 100 triệu đây, khi giảm về về 90 chúng ta sẽ mất mất 10.000 trên một cổ phiếu. Mất 10.000 trên một cổ phiếu. Đơn giản là chúng ta sẽ mất liên tục mất 10.000 cổ phiếu. Nhưng đơn giản chúng ta một cái bài toán rất đơn giản đấy, 29.000 cổ phiếu. 29.000 cổ phiếu chúng ta nhân ở đây. Nếu chúng ta nhân như thế này. Với con số chúng ta bỏ ra 1 tỷ. Nhưng thực tế tổng tài sản của chúng ta không phải. Tổng tài sản của chúng ta bây giờ là câu chuyện đây, anh chị là 10.000. 10.000 chúng ta nhân với 29. Như vậy anh chị còn bao nhiêu triệu? Chúng ta còn bao nhiêu triệu? Con số của chúng ta đây. Chúng ta đây còn một con số đây. Là chúng ta nhìn thấy đây. Là anh chị chỉ còn con số này. Anh chị chỉ còn 292 triệu. Trong cái thực tế chúng ta bỏ ra này. Thực tế mà chúng ta đang bỏ ra đó là 1 tỷ. Thực tế đang bỏ ra. Thực tế bỏ ra ở đây chúng ta thấy ở đây. Thực tế bỏ ra đây. Còn đây là số tiền còn lại. Số tiền trên cổ phiếu. Cổ phiếu đang nắm giữ. Như vậy là chúng ta cứ mua trung bình giá như vậy, mua trung bình giá xuống. Khi chúng ta thấy rất rẻ và chúng ta tiếp tục mua. Thì thấy rất rẻ, tiếp tục mua. Như vậy là chúng ta thấy là số tiền chúng ta mất đi bao nhiêu phần trăm, giá trị mất đi. Giá trị mất đi của chúng ta thì chúng ta nhìn thấy đây. Giá trị mất đi thì chúng ta chia ra. Chúng ta lấy con số này. Chúng ta chia ra. 1 tỷ của chúng ta nhân 100. Nhân 100%. Thì chúng ta đơn giản chúng ta còn bao nhiêu phần trăm? Chúng ta chỉ còn 29%. 29% như vậy là chúng ta chỉ còn 29% để giá trị còn. Đây là giá trị còn lại tính theo phần trăm của chúng ta.
là còn lại 29%. Như vậy là giá trị mất đi của chúng ta sẽ bằng 100%. Trừ đi 29. Chúng ta bằng, đó là chúng ta nhìn thấy ở đây một thứ rất đơn giản, chúng ta mất đi 71%. Như vậy chúng ta âm 71%, hay đơn giản chúng ta lấy con số 29 trừ đi 29 trừ đi 100, chúng ta bằng âm âm 7, chúng ta còn âm 71%. Như vậy là chúng ta đang lỗ đi 71%. Lỗ đi 71% khi đó chúng ta cứ trung bình giá xuống và giá xuống. Như vậy đây là câu chuyện của chúng ta. Giá trị mất đi của chúng ta hiện tại bây giờ đang tính được. Là chúng ta mất đi 71%. Giá trị còn lại chỉ 29%. Nhưng mặt khác, chúng ta không mua thời điểm này nữa. Khi giá cổ phiếu về 10.000 thì anh chị đến câu chuyện. Nếu không mua cổ phiếu, không mua trung bình giá xuống theo thời gian, thì anh chị sẽ bảo toàn được vốn. Chúng ta sẽ bảo toàn được 1 tỷ. Chúng ta sẽ bảo toàn được 1 tỷ. Anh chị sẽ bảo toàn 1 tỷ. Giờ chúng ta mua. Giờ chúng ta mua thì chúng ta sẽ mua được tỷ số lượng cổ phiếu mua được. Số lượng cổ phiếu mua được ở dưới đây của chúng ta. Số lượng cổ phiếu mua được. Chúng ta nhìn thấy số lượng cổ phiếu mua được ở đây. Chúng ta bằng mức giá tiền chúng ta bỏ ra 1 tỷ, chúng ta chia chia cho 10.000 trên một cổ phiếu giá hiện tại của chúng ta. Chúng ta sẽ mua được ở đây mức giá bao nhiêu? Chúng ta mua được số lượng cổ phiếu mua được. Ở đây chúng ta tính bằng cổ phiếu. Như vậy chúng ta mua được 100.000 cổ phiếu. 100.000 cổ phiếu so với số lượng chúng ta đang có đây là so với 29.290 cổ phiếu ta mua được. Như vậy thực tế chúng ta mua được. Thực tế đang nắm giữ. Thực tế đang nắm giữ thì anh chị ở đây chính là 29.000. Thực tế đang nắm giữ là 29.290 cổ phiếu. Thực tế đang nắm giữ. Như vậy thực tế đang nắm giữ của chúng ta chỉ là 29.000 cổ phiếu. Trong khi đó số lượng mà chúng ta có thể nắm giữ được ở đây, nếu chúng ta trở về vào chúng ta 100.000 cổ phiếu. Như vậy chúng ta thấy là số lượng mà chúng ta nắm giữ được nó chênh lệch của chúng ta. Số lượng cổ phiếu chênh lệch. Số lượng cổ phiếu chênh lệch ở đây của chúng ta số lượng cổ phiếu chênh lệch chính là 100.000 trừ đi 29.290. Chúng ta còn là một con số này là 70.700.
Như vậy là 70.000, 700. Như vậy là câu chuyện anh chị đã thấy đó là bẫy giá rẻ. Khi chúng ta nhìn thấy rẻ, chúng ta cứ mua tiếp, mua tiếp và mua tiếp, mua tiếp. Chúng ta cứ mua như vậy. Chưa nói là chúng ta thấy là một con số tiếp theo hiện ra đời nếu chúng ta lượng tiền mua chúng ta khác nhau. Giả sử chúng ta, đây là bài toán mà chúng ta thấy là giả định chúng ta đều mua là 100 triệu. Nhưng ngược lại thì khi lúc có nhiều tiền anh chị mua sẵn sàng mua là chúng ta không phải 1.000 cổ phiếu nữa, mà chúng ta có thể là mua 10.000 cổ phiếu. Chúng ta mua 10.000 cổ phiếu. Sẵn sàng chúng ta mua 10.000 cổ phiếu. Sau đó chúng ta mua ít hơn nữa là chúng ta mua 9.000 cổ phiếu. Đây là một bài toán giả định. Khi ít tiền hơn chúng ta sẽ mua ít hơn. Và đến khi cổ phiếu về 10.000 thì chúng ta chỉ có số lượng tiền là 10 triệu để mua thôi. Chúng ta thấy là tổng tiền mua, lượng tiền mua của chúng ta bị thay đổi. Lượng tiền mua thay đổi, chúng ta thấy N thứ phải thay đổi tiếp theo. Như vậy lượng tiền mua thay đổi, chúng ta thấy thay đổi rất nhiều. Đầu tiên chúng ta mua 1 tỷ. Sau đó thì chúng ta mua mua tiếp tục mua rẻ. Chúng ta ít tiền hơn, chúng ta mua mua ít hơn. Chúng ta mua 9.000. 9.000. Sau đó chúng ta mua mua 8.000 cổ phiếu. 7.000 mua ít hơn. Lượng tiền chúng ta ít hơn, chúng ta mua ít hơn. Đến khi còn 10.000 cổ phiếu chúng ta chỉ có tiền để mua mua thêm nữa là 10 triệu. Chúng ta lúc này hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Như vậy thực tế anh chị mua của chúng ta là chúng ta đây 3.850, 3.000, chúng ta mua 3 tỷ, chúng ta mua 3 tỷ này, 3 tỷ chúng ta đã mua 3 tỷ rồi. Thực tế chúng ta bỏ ra 3 tỷ 8, thực tế chúng ta bỏ ra 3 tỷ 8, còn đâu số lượng cổ phiếu đang nắm giữ và số tiền mà chúng ta đang đang có trên cổ phiếu là chỉ 550 triệu thôi. Như vậy giá trị mất đi của chúng ta, giá trị mất đi của chúng ta. Giá trị mất đi của chúng ta là 86%. Anh chị thấy, như vậy câu chuyện của chúng ta nếu chúng ta mua cái cách mua khác nhau thì chúng ta thấy giá trị mất đi sẽ khác nhau rất nhiều. Chúng ta nhìn thấy nếu vẫn mua giá trị hiện tại, thực tế mà chúng ta mua được, nếu mua giá trị hiện tại bây giờ chúng ta sẽ mua được là chúng ta mua được 385.000 cổ phiếu. Nhưng thực tế chúng ta chỉ nắm giữ có 55.000 cổ phiếu thôi. Như vậy là khác biệt là chúng ta đang mua một số lượng tiền lớn thì chúng ta nhìn thấy ở đây đáng kể thực tế của chúng ta chênh lệch và chúng ta đã mất đi 330.000 cổ phiếu. Như vậy là nếu anh chị mua càng nhiều thì chúng ta mất đi. Mua càng nhiều chúng ta mất đi càng nhiều. Mua càng nhiều chúng ta mất đi càng nhiều. Như vậy là khi chúng ta còn tiền chúng ta mua rất rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Và khi hết tiền chúng ta mua rất ít thì càng ngày chúng ta càng lỗ nhiều. Tại sao chúng ta cắt? Đấy là bài toán của chúng ta. Bẫy giá rẻ. Cổ phiếu đã rẻ còn rẻ hơn nữa. Và tiếp tục sẽ rẻ hơn nữa. Chúng ta càng lỗ và càng lỗ. Như vậy nếu chúng ta bỏ ra 3 tỷ 8 mà thực tế chúng ta còn nắm giữ trên cổ phiếu chỉ cần 550 triệu, chúng ta đã lỗ đi đến 86%. Giá trị còn lại chỉ 14%. Và số lượng cổ phiếu mua được, thực tế nếu chúng ta không mua mấy giờ bây giờ chúng ta mua với 10.000 đồng trên một cổ phiếu thì chúng ta mua được 385.000 cổ phiếu. Còn thực tế chúng ta chỉ có 55.000 cổ phiếu. Chúng ta đã mất đi đến 330.000 cổ phiếu. Như vậy trừ giá trị mất đi của chúng ta rất nguy hiểm. Một con số của chúng ta có thể hình dung là được. Đây số tiền của chúng ta đã mất đi. Chúng ta có thể giá trị mất đi và số tiền mất đi. Chúng ta sẽ để ý đây. Cái số tiền mất đi. Chúng ta thấy là số tiền mất đi. Số tiền mất đi ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một con số. Khi anh chị nhìn thấy vấn đề thì chúng ta sẽ nhìn thấy vấn đề. Chúng ta số tiền mất đi thì chúng ta sẽ lấy con số này. Xử đi.
số tiền mà chúng ta đang mất đi. Nếu chúng ta cứ trung bình giá như vậy là chúng ta đang mất đi 3 tỷ 3. 3 tỷ 3. Chúng ta đang mất đi 3 tỷ 3. Anh chị có thấy không? Chúng ta mất đi 3 tỷ 3. Chúng ta mất đi 3 tỷ 3. Mặt khác, chúng ta mua ngược lại. Với số lượng tiền phía trên, chúng ta chỉ mua 10.000 cổ phiếu, sau đó chúng ta mua nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Giả sử chúng ta mua 5.000 cổ phiếu ở đây. Và chúng ta mua trung bình giá, mức giá nhiều hơn, chúng ta mua, chúng ta có thể lên 6.000 cổ phiếu ở đây. Chúng ta đến một bước giá giảm. Nếu giá càng rẻ, chúng ta mua được nhiều hơn nữa. Giả sử bước giá thì chúng ta mua được 10.000. Nếu chúng ta mua như thế này, khi cổ phiếu càng giảm, chúng ta mua càng nhiều hơn nữa, càng nhiều hơn nữa và càng nhiều hơn nữa. Chúng ta có thấy chúng ta có mất đi, có khác gì không? Anh chị để ý ở đây. Khi lần trước chúng ta mua thì chúng ta mất đến 84%, lần này chúng ta mất đến 75%, chúng ta mất ít hơn. Nhưng chúng ta mua với lượng nhiều hơn, đó là mua 11 tỷ. Mà thực tế số chúng ta còn lại trên cổ phiếu, số tiền đang nắm giữ trên cổ phiếu chúng ta chỉ còn là 2 tỷ 7 thôi. 2 tỷ 750 triệu. Mà thực tế chúng ta bỏ ra là 11 tỷ. Thì chúng ta đã thấy số lượng cổ phiếu chúng ta mua được, nếu chúng ta bây giờ mua là chúng ta mua được 1 triệu 1 triệu mốt cổ phiếu. 1,1 triệu cổ phiếu. Còn thực tế đang nắm giữ chỉ là 275.000 cổ phiếu thôi. Chúng ta mất đến tận 825.000 cổ phiếu. Và thực tế số tiền mất đi của chúng ta là 8 tỷ. 8 tỷ 250 triệu. Như vậy là chúng ta mua càng nhiều chúng ta mất càng. Như vậy là bẫy giảm giá của chúng ta. Chúng ta cứ mua trung bình giá, chúng ta tích sản, càng tích sản chúng ta càng mất. Chúng ta đợi bao giờ mới quay trở? Chúng ta chưa biết tích sản ngày nào cả, chưa biết cổ phiếu quay lại ngày nào cả. Tích sản như thế này thì vô tình trong việc tích sản của anh chị em đã bỏ ra một lượng tiền rất lớn, chúng ta nhàn rỗi không để làm gì cả. Trong khi đó số lượng tiền, với số lượng tiền như thế này anh chị có thể làm rất nhiều việc. Trong thời gian chúng ta chờ cổ phiếu quay trở lại thì 8,25 tỷ này chúng ta làm được rất nhiều việc với lãi suất như bây giờ. Chúng ta gửi ngân hàng không thì chúng ta không phải cần quay trở lại gì cả, chúng ta không cần phải. Đấy là câu chuyện chúng ta đến. Chúng ta không trung bình giá, chúng ta lướt thôi. Bài toán đây là chúng ta đầu cơ, chúng ta không phải mua trung bình giá, đầu tư dài hạn. Đầu tư dài hạn đến bây giờ anh chị nhìn thấy, đầu tư dài hạn chúng ta cứ mua trung bình cho giá giảm giá tăng, chúng ta mua nhiều hay mua ít thì chúng ta đều lỗ cả. Như vậy chúng ta mua càng nhiều, chúng ta lượng tiền bỏ ra càng nhiều thì chúng ta thấy chúng ta lỗ càng nhiều. Số tiền mất đi đối với 11 tỷ của chúng ta thì mất đi đến 8,25 tỷ. Như vậy số lượng tiền mất đi của chúng ta là 8,25 tỷ. Như vậy càng đầu tư càng lỗ, khi càng mua nhiều khi giá cổ phiếu giảm. Chúng ta không thể trung bình giá như vậy được. Đấy là một cách sai lầm trong bẫy giảm giá. Bẫy giảm giá có lẽ là anh chị em đã thấy rồi, rất nhiều sách viết, nhưng có lẽ là để trên thị trường thì rất ít anh chị em nhà đầu tư chúng ta để ý và phân tích những bài như thế này. Đây là bẫy giảm giá thực tế của bẫy giảm. Khi anh chị nhìn thấy cổ phiếu rất rẻ và anh chị cứ mua thêm nữa, tích sản tích sản tích sản, thì càng mua anh chị càng mất, cổ phiếu tiếp tục lại giảm. Chúng ta thấy một bài toán rất nhiều, chúng ta có thể đẩy cái con số này lên nữa. Chúng ta đẩy không phải là mua 10.000 nữa mà chúng ta mua 20.000. Như vậy là càng giảm chúng ta càng mua nhiều. Thì chúng ta thấy một bài toán tiếp theo nữa, chúng ta sẽ mua vào với 27,5 tỷ, chúng ta còn lại là 7 tỷ, 7,25 tỷ. Chúng ta mất đi ở đây là 20 tỷ. Như vậy anh chị, càng trung bình giảm chúng ta mất càng nhiều. Như vậy là khi đẩy một con số lên, chúng ta nhìn thấy chúng ta càng lỗ. Chúng ta lỗ đến 20 tỷ nếu chúng ta đẩy tiếp tục lên. Chúng ta mua trung bình giá nhiều hơn nữa. Chúng ta mua trung bình giá nhiều hơn nữa, chúng ta mua càng nhiều, nhiều. Thì con số của chúng ta nhìn thấy rồi. Một con số mà lớn hơn cái gì mà chúng ta. Nếu anh chị mua với 44 tỷ, chúng ta mất đi đến 32,25 tỷ, chúng ta càng lỗ.
cảm ơn. Mặc dù giá trị mất đi không nhiều, nhưng chúng ta giá trị tổng tài sản của chúng ta lại mất đi rất nhiều. Như vậy là câu chuyện là khi cổ phiếu càng giảm chúng ta mua càng nhiều thì chúng ta càng thất bại. Đấy là điều mà chúng ta cần quan tâm. Do vậy phương án đầu tư thị trường này chúng ta đó là liên quan đến lướt sóng. Khi thị trường giảm chúng ta chỉ có lướt sóng thôi, khi thị trường tăng thì chúng ta mới có câu chuyện của tích sản. Đấy là hai câu chuyện khác nhau, anh chị phải hiểu rất rất hiểu câu chuyện này, nếu không thì chúng ta hoàn toàn mập mờ với những câu chuyện này lướt sóng và đầu tư của chúng ta, đầu tư dài hạn của chúng ta. Khi thị trường như vậy, câu chuyện của chúng ta nếu thị trường giảm thì chúng ta sẽ không phải đầu tư dài hạn nữa. Đây là câu chuyện về khi thị trường tăng chúng ta mới đầu tư dài hạn và tích sản, còn khi thị trường ngắn hạn giảm thì chúng ta chỉ có lướt sóng. Đây là câu chuyện mà chúng ta cần quan tâm, chúng ta phải hiểu rất rõ vấn đề, nếu không anh chị sẽ lúc nào cũng mập mờ trong câu chuyện này, lúc nào chúng ta cũng nghĩ tích sản và đầu tư dài hạn là thất bại, không phải lúc nào chúng ta cũng đầu tư như vậy. Đấy là câu chuyện mà chúng ta cần quan tâm. Lướt sóng là khi nào? Lướt sóng có thể đầu tư được cả khi thị trường tăng cộng thị trường giảm, nhưng với đầu tư dài hạn chúng ta chỉ có thể đầu tư khi thị trường tăng hoặc nếu tích lũy đi lên, còn nếu không tích lũy đi xuống thì anh chị em lại thất bại tiếp tục. Đấy là câu chuyện của chúng ta đã, không phải lúc nào chúng ta, câu chuyện của chúng ta đầu tư dài hạn. Đấy là cái mà chúng ta không hiểu vấn đề, không phải lúc nào chúng ta đầu tư dài hạn, câu chuyện cứ lúc nào đầu tư dài hạn. Chúng ta phải hiểu về quy luật khách quan, chúng ta phải hiểu được lý thuyết, nếu không chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại và hoàn toàn không hiểu vì chúng ta đầu tư vì cái gì cả. Chúng ta đang hình dung sai lầm quan điểm nên là chúng ta sẽ thất bại và tiếp tục thất bại. Như vậy là lướt sóng khi thị trường tăng chúng ta giảm chúng ta đều lướt sóng được, nhưng đầu tư dài hạn chúng ta tích sản hay gì gì đó, rất nhiều khái niệm khác nhau, mua bỏ đấy hay là rất nhiều cách nhìn khác nhau gọi là đầu tư dài hạn. Anh chị cứ mua thêm và mua thêm nữa là đầu tư dài hạn khi thị trường tăng, thị trường tích lũy đi lên, chứ không phải đầu tư thị trường giảm. Thị trường giảm chủ yếu là chỉ lướt sóng, và thị trường tăng chúng ta lướt sóng được. Như vậy lướt sóng sẽ sử dụng rất linh hoạt. Còn đầu tư dài hạn, đầu tư dài hạn của chúng ta, đầu tư dài hạn chỉ mua trong thị trường tăng lên, chúng ta cứ mua 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 cổ phiếu đang lên, cứ mua thêm. Còn khi thị trường xuống chúng ta nhìn thấy bài toán ở đây, khi thị trường xuống chúng ta càng mua thêm chúng ta càng lỗ, càng mua thêm càng lỗ. Chúng ta mua từ năm, chúng ta mua thêm này, khi chúng ta mua thêm như thế này thì chúng ta lỗ 8 tỷ, chúng ta bỏ ra 11 tỷ chúng ta lỗ 8 tỷ. Nhưng nếu chúng ta mua tích lũy thêm một con số lớn hơn nữa, một con số lớn hơn nữa thì chúng ta đang lỗ đi, chúng ta đang nhìn thấy lỗ đi rất nhiều. Chúng ta lỗ khi chúng ta mua đến 19 tỷ, chúng ta lỗ đến 14,25 tỷ. Như vậy là càng mua càng lỗ. Như vậy bài toán của chúng ta ở đây không phải là thời điểm chúng ta, khi thị trường bắt đầu giảm, thị trường có chen giảm thì chúng ta, đây không phải thời kỳ mà chúng ta lướt lướt sóng hay là thời kỳ đầu tư dài hạn, mà chúng ta chủ yếu tập trung lướt sóng và không có khái niệm đầu tư dài hạn. Như vậy chúng ta để ý lướt sóng thì khi thị trường tăng thị trường giảm, còn đầu tư dài hạn là chỉ khi thị trường tăng hoặc tích lũy đi lên thôi, còn không phải là lúc này chúng ta đang đầu tư dài hạn vì thị trường chúng ta đang đào chen. Câu chuyện của chúng ta là thị trường đang đào chen thì chúng ta không bao giờ đầu tư dài hạn được. Lướt sóng thị trường đang giảm hay là quả đào chen, bởi vì có rất nhiều thuật ngữ anh chị em cố gắng làm sao chúng ta đọc được, chúng ta hiểu hơn được. Khi thị trường đào chen hay thị trường giảm, hay trường tăng hoặc trường uptrend, bởi vì rất nhiều khái niệm anh chị không không hiểu hết thì chúng ta vẫn nghĩ là thị trường tăng rồi cái gì là uptrend, cái gì là downtrend.
Như vậy là chúng ta thấy tích lũy đi đến hay là gọi là sideways? Sideways, xu đúng sideways. Có thể có rất nhiều tên gọi khác. Anh chỉ để trong thuật ngữ tiếng Anh có rất nhiều tên gọi khác. Thì chúng ta biết rồi. Hay là xu không rõ ràng hay sideways. Như vậy chúng ta thị trường tăng uptrend, thị trường giảm downtrend chúng ta đều lướt sóng được. Như vậy bài toán của chúng ta ưu tiên đó là lướt sóng lúc nào. Lúc nào cũng được. Còn rất nhiều anh chị em đang nói là đầu tư dài hạn. Đây không phải là lúc chúng ta đầu tư dài. Đây không phải là lúc chúng ta đầu tư dài. Vì anh chị biết rồi. Đây không phải là lúc chúng ta đầu tư dài. Đây chỉ là lướt sóng vì thị trường của chúng ta đang giảm. Thị trường của chúng ta đang giảm. Do vậy chúng ta thấy đây chỉ là thời điểm chúng ta lướt sóng. Thời điểm chúng ta lướt sóng. Như vậy anh chị em đã hiểu được phần nào chúng ta tại sao chúng ta tích sản và thời điểm nào tích sản không phải. Chúng ta đều có lý do cả. Mọi thứ đều phải giải thích được bằng lý do. Đơn giản là khi anh chị đạt được một tới tầm nào đó chúng ta sẽ hiểu hơn được vấn đề, chúng ta hiểu và giải thích được vấn đề, chứ không phải chúng ta cứ cố chấp. Không ai đúng, không ai sai cả. Cái quan trọng là thị trường luôn đúng. Và chúng khi chúng ta hiểu lý thuyết chúng ta thực hành tốt hơn. Như vậy là trong bài toán của chúng ta, bẫy thị trường giá giảm hay là bẫy giảm giá để làm gì? Để lướt sóng, đầu tư dài hạn trong những nhịp nhịp hồi thôi, chứ không phải đầu tư dài hạn chúng ta cứ mua mãi xuống. Anh chị nhìn rồi, khi chúng ta mua mãi xuống, chúng ta mua lượng nhiều hơn thì chúng ta càng lỗ nhiều, chưa có cơ sở nào cả. Chúng ta chỉ mua thế này khi thị trường tăng trưởng thôi. Đấy là hai bài toán chúng ta phải hiểu được vấn đề. Vì trong khi rất nhiều anh chị em thấy là trên mạng internet có rất nhiều nói là anh chị em cổ phiếu rất rẻ rồi chúng ta phải mua tích lũy, nó càng giảm như thế này đấy chị, càng mất tiền, càng mua tích lũy càng giảm mà càng mất tiền, chúng ta tăng cái số lượng này lên, anh chị càng mua tích lũy nhiều chúng ta thấy một con số lên nữa thì chúng ta thấy chúng ta tăng lên chẳng càng tăng. Con số tăng lên anh chị nhìn thấy. Khi chúng ta bỏ ra 44 tỷ. Chúng ta thu về chỉ còn 11 tỷ thôi. Chúng ta lỗ 32 tỷ, càng bỏ ra càng mất. Như vậy là thị trường đào chèn chúng ta không phải là lúc chúng ta đầu tư dài hạn. Đấy là nguyên tắc luôn. Đấy là cái nguyên tắc. Để chị hiểu hơn được vấn đề. Khi chúng ta hiểu hơn vấn đề là chúng ta hiểu được. Chúng ta cần làm gì trong trong hiện tại và trong tương lai. Để anh chị em có thể thay đổi tư tưởng về cách đầu tư dài hạn của chúng ta, thế nào là khi khi nào lướt sóng, khi nào đầu tư dài hạn. Cổ phiếu xuống là kiên quyết cắt lỗ, không giữ được. Chúng ta cứ nghĩ rằng cổ phiếu sẽ hồi lại và lên lại thì chúng ta quy quy chính chuyện, chúng ta mãi là thường thất bại. Và chúng ta cứ mua thêm để trung bình giá, chúng ta cứ mất đi tổng tài sản của chúng ta mất đi. Trong khi đó vốn lưu động của chúng ta lại không có. Chúng ta lại chôn hết vùi vốn vào đây. Thời gian này chúng ta có thể làm rất nhiều việc khác. Như vậy chúng ta mất đi rất nhiều. Và vốn của chúng ta để trở lại cơ hội hòa vốn thì chúng ta đã mất rất nhiều thời gian. Trong khi đó số tiền này chúng ta không làm gì, chúng ta gửi ngân hàng không thì chúng ta đã gia tăng lợi nhuận của chúng ta rồi. Đấy là chúng ta cần hiểu kinh tế. Và buổi trao đổi của em dành cho anh chị em đến đây cũng khá là dài rồi. Anh chị em có bất cứ câu hỏi nào vui lòng liên hệ trực tiếp cho em, chúng ta sẽ cùng chia sẻ. Thực tế thì cũng không có đúng mà không có sai, không có đúng mà không có sai. Chứ câu chuyện là chúng ta hành động ra sao, đấy mới là vấn đề. Còn buổi trao đổi của S dành cho anh chị em đến đây là hết rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những buổi tiếp theo. Có rất nhiều câu chuyện mà em muốn chia sẻ với anh chị em. Đó là theo thời gian chúng ta sẽ trao đổi với nhau sâu hơn với các chủ đề khác. Nhưng câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta là bẫy cổ phiếu giá rẻ với việc của chúng ta là mua tích sản, mua tích lũy, rất nhiều câu chuyện. Đây không phải thời điểm. Khi nào là thời điểm? Là khi thị trường giá tăng, chúng ta làm gì cũng được, bất cứ lý thuyết nào cũng đúng. Nhưng khi thị trường giá giảm, chúng ta duy nhất một việc đó là lướt sóng, không cách khác. Đấy là điều duy nhất mà em muốn nhắn gửi với anh chị em để chúng ta hiểu hơn về bài toán này, hiểu hơn về câu chuyện thị trường giá giảm để chúng ta có quyết định đầu tư sao cho phù hợp và hợp lý. Chúng ta phải là người quyết định cuối cùng và là người quyết định đầu tiên cho mọi quyết định của chúng ta. Vì đơn giản chúng ta là chủ, là người cầm tiền, người quyết định tương lai vận mệnh của anh chị, không ai khác, chính là chị.
và buổi trao đổi của Ad dành cho anh chị em ngày hôm nay về tư duy hay học cách làm giàu, về bẫy cổ phiếu giá rẻ để chúng ta hiểu hơn về vấn đề. Còn anh chị, những anh chị mà chưa đăng ký kênh, anh chị có thể vào kênh của Hà Thiên Vũ để anh chị subscribe và đăng ký kênh để theo dõi tất cả những bài giảng mới nhất của em. Chúng ta sẽ cùng đi với nhau trong rất nhiều năm và thị trường sẽ còn biến động và rất nhiều câu chuyện cần chia sẻ của chúng ta. Ed không đủ thời gian để một tuần làm cho anh chị em những vấn đề này, nhưng thời gian nào đó những vấn đề là quan trọng Ed sẽ cùng cùng trao đổi với anh chị em để anh chị em hiểu hơn vấn đề. Với rất nhiều câu hỏi anh chị em gửi về cho Ed, Ed đã xử lý và sẽ có những buổi nào đó Ed sẽ trao đổi về chủ đề đó. Đấy là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Phần buổi trao đổi ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Ed cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em đầu tư. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những buổi trao đổi tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em YouTube.